Bao da điện thoại màn hình gập Virtu Iron Lip da Togo là sản phẩm mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp tinh tế và chất lượng vượt trội. Với thiết kế độc đáo từ chất liệu da Togo cao cấp, bao da không chỉ bảo vệ điện thoại mà còn tôn lên sự sang trọng và đẳng cấp cho người dùng. Da Togo là loại da tự nhiên cao cấp, nổi bật với độ bền và khả năng chống trầy xước. Đây là chất liệu thường được sử dụng trong các sản phẩm thời trang xa xỉ bởi bề mặt da mềm mịn, có độ nhám nhẹ giúp cầm nắm, chắc tay, ngoài ra còn mang lại cảm giác êm ái khi chạm và giúp điện thoại được bảo vệ tối đa trước các tác động bên ngoài. Bao da được làm tỉ mỉ để ôm sát từ đường nét của máy, đường chỉ may thủ công sắc sảo, đảm bảo độ chính xác cao. Sở hữu bao da điện thoại màn hình gập Virtu Iron Lip da Togo không chỉ là sự lựa chọn về mặt tiện ích mà còn thể hiện phong cách cá nhân, thiết kế tinh tế từ chất liệu da cao cấp tạo nên vẻ ngoài sang trọng, đẳng cấp, phù hợp với những doanh nhân thành đạt và những người yêu thích sự lịch lãm, khác biệt. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.